gửi gì? Đưa lên 72.000 luôn. Nghĩ dung là ảnh thì anh cắt thì anh Khanh anh gì? Anh Phương. Anh cắt thì nói chung là cũng ok. Nói chung là nhiều nhà vườn đúng rồi, anh cắt là nói chung là phải lên màu cho dữ. Lên màu dữ mới cắt. Anh biết cắt. Yếu là không cắt đâu. Đúng rồi. Anh Phương thì nói chung anh kỹ về cái vấn đề mà màu. Màu kỹ màu đó. Mà siêu đen siêu bọng hay là cái trái nào như chuyện qua như là nó đã thối cuốn, cắt làm sao mà cho nó hết thối cuốn lấy nới cho mình lên chút vậy đó. Không ảnh được lắm, ok lắm. Tại vườn của bên em làm là kỹ thuật quay ngang bắt đầu ảnh vô anh mua. Thì bà con nông dân cũng phản hồi lại là chỗ ảnh là cắt mít ok. Không phải là vậy rồi em xuống là cho nó. Như hai trái này là bắt đầu là đợt sau cắt rồi nè. Hai trái này đợt sau cắt quyết liệt rồi nè, để cho nó không có bị gọi là hư cái vấn đề cái màu nè, cái cuốn nè. Đó là đợt rồi nó bị nặng luôn đó nè. Bữa nay đứng lại nè. Thôi đặng nói trái này là banh rồi nè. Lúc em không bỏ này là banh rồi nè. Bỏ xiết rồi đặng lấy trái này lại nè. Nhất nè. Bữa nay xịt vô đứng rồi nè. À, đứng khô gan chứ. Khô nè. Trái này cũng cái này cũng khô luôn rồi nè. Khô chứ xịt vô đứng lại chứ. Bởi vì ra ta xịt ta cố gắng là xịt cái bộ mà thúi cuốn thúi màu này nè. 5-6 ngày xịt lần giùm em đi. Đặng cho nó kìm lại cái vấn đề. Bốn cái này là ok nè. Cái này cái gì 8 kg đó. Nặng chết mà. Mít Indo này nặng dữ lắm. Bởi vì làm gì làm bây giờ giai đoạn này mà anh tính đi. Cái vườn của mình mà tầm khoảng thúi màu có khoảng tầm khoảng 10 trái thôi là mắc biết bao nhiêu tiền rồi. Thúi mấy này còn cắt được, mà có cái đợi còn lâu rồi thúi cái thúi. Không đâu, anh xịt thuốc vô rồi đứng á, thằng này nè, nó đứng rồi nè, nó khô rồi nè. Nó không có bị nhầy ra nữa rồi nè. Còn đối với trường hợp mà mình không xịt thuốc kịp thời vô là quay ngang thằng này nó thầy lầy ra luôn. Thấy để cái để 4 trái là chuẩn. 4 trái là bốn trái, trái là nó chuẩn nhất. 4 trái là ok rồi. Nhưng mà có thể là cái vụ sau á, cái vụ sau sau này nè làm phải không? Dạ. Em để cho anh cơ khoảng từ 6 trái vẫn được. Đối với trường hợp 6 trái là mình phải tiễn trái cho nó kỹ. Chuẩn ha. Chuẩn. Dạ. Là ok à. Còn về cái vấn đề mà để nhiều á mà mình tiễn trái không chuẩn á, dạ, là nó sẽ hư cái lượng trái của mình. Giật trái lắm. Con cái là nó ra một lượt, em thấy để ý nó qua ra một lượt ha. Ít có bị giật trái hơn cái vụ mà nó ra một cái trái nhất trái bự rồi ha, ra mấy trái sau là mấy trái sau nó bị giật hết. Đúng rồi, nó lọt sọt á. Lọt sọt là rút dinh dưỡng, nó rút là trái méo chưa đó. Dạ. Nghĩa là nó ra ví dụ đồng thanh đồng thủ làm sao nó rơi vào tầm khoảng từ mình nói nôm na là cái lượng bông của mình là có phải 73 là ngon nhất. 73 là mình bỏ cái thằng 3 đó đó. Dạ, dạ. Mình lấy cái thằng 70 đó đó là quay ngang tập trung vô là coi như trái của mình là đồng thanh đồng thủ một lứa bạc luôn. Chứ em thấy mà ra đằng như đằng này lọt sọt mà là nó em để mấy cái trái sau nó đẹp thiệt. Mà cuối cùng nó méo hết trơn, giật. Dạ. Méo hết trơn luôn. Cắt cũng kỹ lắm mà giật méo hết trơn luôn. Cây này mấy trái? 5 trái, 6 trái. 6 trái. Dạ. Quá trời. 6 trái. Heo vàng không? Này là cục, này là ta nói là cục vàng ở ngoài vườn nè. Nè, ăn xong vụ này rồi bỏ nhánh luôn nha. Tiễn luôn nè. Heo vàng. Mở cái bao ra thấy đẹp trái được không? Chung là làm sao làm một năm rồi. Năm sau đầu rút kết lại cái từ từ. À, cái gì cũng vậy hết. Không phải thì, mình nói năm nay mới ra đường mà. Dạ. Bằng những người mà vụ đầu mà. Nhưng mà vụ đầu mình làm vậy thì nói chung là cũng cái về cái kỹ thuật của mình nó cũng đã gọi là khoảng 60-70% rồi. Ok rồi. Đúc kết lại cho vụ sau cái nữa là ngon. Còn để em chấm lần này cái qua vườn bển ha. Qua vườn những trái ha. Dạ. Quá trời khu mít. Đây, chứ con khu mít ron tứ xô, xô mát Israel. Để nuôi trái nha quý con. Trái nè. Cây này là 6 trái. 6 trái. Đây, cây này nè. 6 trái nè. Heo vàng. Đây là heo vàng nha quý con. Nói chung là về cái bộ mình nuôi trái á thì quý bà con nông dân chúng ta tứ dòng xô á thì là trái nó lớn nhanh hơn, trái nó sẽ được no tròn ra,
và trái nó sẽ được nặng ký lắm nghe quý con. Nè, như quý con nông dân mình thấy nè. Kìa, bên đó kìa. Ghê họ không? Ừ, kìa. Heo vàng không à. Đầu giai đoạn này bắt đầu là Nam sẽ cho anh chủ nhà vườn thúc đi cái kali nghe quý con, để cho nó tăng cái màu muối, cho muối nó được gọi là nó lên màu nhanh, thì để ảnh bán trong cái đợt tháng 2. Thì ngoài ra thì bắt đầu là mình sẽ xịt cái vấn đề thúi màu. Thúi màu á, thì ở đây á, là chặn vừa rồi á, thì anh chủ nhà vườn cũng đã xịt một cử rồi nè. Nhưng mà Nam phiên ảnh là gì? Cố gắng là 5-6 ngày xịt một lần, 5-6 ngày xịt một lần, chứ không có kiểu hình thức là xịt rồi khoảng 10 ngày mười mấy ngày sau mình biết xịt lại là không được nha. Cái vấn đề thúi màu ở đây á, là cái mùa này á, hàng năm á, thì Nam cũng đã cảnh báo với con nông dân mình rồi. Nếu mà bà con nông dân nào á, mà có theo dõi cái kênh YouTube của Nam á, thì sẽ biết được là gì. Cái thúi màu này nó diễn ra vào cái giai đoạn gọi là giai đoạn mùa nắng, nó rất là nhiều. Như chẳng hạn là thường là tháng giêng, tháng 2 là cái mùa mà gọi là thúi màu, thúi cuốn. Còn mùa mưa á, thì lại là vấn đề sơ đen. Nhưng mà cái gì nó cũng có cái cách giải quyết hết quý con. Ăn thua là do anh chủ nhà vườn có làm hay không thôi. Ví dụ như thường là thúi màu, thúi cuốn thì xịt cái bộ bên Nam, thì tỷ lệ trên nhà vườn của chúng ta không quá 3% trên vườn mà cái vấn đề thúi đâu quý con. Như chẳng hạn là xịt thúi màu thì Nam cũng khuyến khích bà con nông dân mình xịt lấy gì? Cái hằng, cái chai Amid cộng với cái gói niêu nấm bệnh 79, xịt xương ở trên cái vàng trái dùm cho Nam. Đó. Còn về cái vấn đề sơ đen thì mình xịt dùm cho Nam là cái bộ là cái chai MD79 cộng với cái gói siêu nấm. Đó. Thì coi như là cái nào nó cũng có cách giải quyết, nhưng mà quý con nông dân nhà vườn của chúng ta có chịu làm hay không thôi. Thì cái đó thì Nam cũng đi thực tế, đã làm vườn thực tế rồi, thì Nam mới chia sẻ những cái gì thực tế gỡ đến tất cả quý con nông dân nhà vườn của chúng ta, chứ không phải là Nam ngồi trên cái mặt lý thuyết mà Nam nói nghe quý con. Thì ở đây á, thì Nam đã làm mít, là coi như là nói về mít Indo này á. Mít Indo này á, ngày trước á, là lúc mà cái thời mít Thái á, là nó cao điểm nhất là tầm khoảng 40-50 ngàn ký á, thì Nam đã làm mít Indo này rồi, là khu vực của Tâm Bình, của cái vườn anh bé Ba ở Tâm Bình. Thì cái vườn đó là ảnh mua cây giống từ ở ngoài Bình Phước về, ảnh trồng trong cái vườn gọi là cái vườn thanh long của ổng, của ảnh. Thì ngày đầu tiên mà Nam đã xử lý cái cây mít Indo này, coi như là miền Tây mình chưa có luôn quý con, chỉ có là cái vùng của Tâm Bình, là cái vườn của anh bé Ba đó, là Nam đã xử lý rồi. Về cái vấn đề mít Indo thì cái thứ nhất nè, xử lý mít Indo thì nó sẽ khác với dòng mít Thái nè. Tại vì sao? Cái cây á, quý con nông dân mình thấy là cái da của cái cây mít Indo á, nó không phải như cây mít Thái, cái da của nó rất là lì, da nó rất là lì. Còn nếu mà trường hợp mít Thái chúng ta kích vừa cái là nó gai rồi, nhưng mà mít Indo này á, cái da nó lì lắm, bởi vì ra khi mà chúng ta xịt thuốc men á, xử lý làm bông á, nó phải gọi là nó hơi cực công hơn cái thằng mít Thái chúng ta đó. Thì bởi vì ra là gì, khi mà một số cái kỹ thuật nói là mít Indo này á, hồi xưa nói là sơ đen, không có sơ đen, nhưng mà Nam phản báo lại là Nam nói là mít Indo vẫn bị sơ đen. À, vẫn bị nghe quý con. Nhiều khi nó, quý con nông dân nào mà xịt thuốc mà không đúng đi thì nó còn hơn cái mít Thái mình nữa, nó rơi vào khoảng từ 60-70% không chừng. Đó, có những nhà vườn cắt chỉ bán được 50% hoặc là 40% thôi. Tại sao? Cái vấn đề sơ đen là ngừa, cái vấn đề là ngừa không đúng, ngừa không đúng thuốc thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ngừa không đúng vào cái giai đoạn thì nó dẫn đến tình trạng là sơ đen khá là nhiều. Đó. Còn riêng Nam thì Nam khuyến khích cho quý bà con nông dân chúng ta là gì, khi mít Indo hoặc là mít Thái cũng vậy, khi nó ra cái búp là chúng ta sẽ xịt ngừa cái vấn đề sơ đen. Như chẳng hạn là Nam nói là cái gói siêu nấm 79 cộng với cái chai MD dùm cho Nam. Đấy, khi cứ xịt ngừa chằng chằng ở trong bông không quý con, đâu có nhiều thuốc đâu mà sợ. Nhưng mà những cái là gì, nhiều khi quý con nông dân mình thấy là bên này giới thiệu này nọ, nhưng mà thật chắc là gì, bên Nam giới thiệu cho quý con nông dân chúng ta là Nam đã từng làm rồi, đã từng hiệu quả rồi, thì Nam mới dặn dạng để Nam giới thiệu cho bà con nông dân. Chứ nhiều khi mà Nam chưa từng làm hoặc là Nam chưa từng sử dụng thử mà kêu Nam giới thiệu cho bà con nông dân mình ngừa cái vấn đề sơ đen thì thật chắc Nam cũng không dám đâu. Tại sao? Tại vì một mùa vụ nó chỉ có một mùa vụ thôi, một năm mùa vụ thôi. Nếu một trường hợp chúng ta làm mà nó chịch chọn cái là quay ngang, chúng ta sẽ mất đi cái lượng gọi là cái năng sức, cả thậm chí lặn đến cái vấn đề là gì, cái kinh tế của hộ gia đình chúng ta. Bởi vì ra làm cái khâu là phải kỹ thuật dùm cho Nam, là về cái quá trình mà gọi là chúng ta phải ngừa và chúng ta phải biết cách mà gọi là
làm sao để cho nó đạt nhất có thể cho quý con nông dân nhà vườn chúng ta đó. Thì trái á, thì giai đoạn này á, thì nói chung là nó đã bung rồi, thì giai đoạn tiếp theo này á, thì mình sẽ tiến hành là giai đoạn này là mình đi kali. Kali nhưng mà quý con nông dân mình biết nha, cái kali á, nó sẽ có hai dòng, kali đỏ và kali trắng. Nhưng mà đặc biệt ở đây á, mít Indo á, thì chúng ta hoặc là sầu riêng cũng vậy, nam thường là cho quý con nông dân nhà vườn của chúng ta đi đó là cái dòng kali trắng nha quý con. Kali trắng chứ không phải là kali đỏ mà gãy lúa nha, gãy lúa là khác nha. Gãy lúa là mình không có gãy được cho mít Indo nha quý con. Mình phải nói kỹ nha, là kali trắng dùm cho nam là nó sẽ lên cái màu muối và nó không có làm cho cái trái của chúng ta nó bị sượng muối nha. Còn một số nhà vườn nam thấy á, là nghe cũng nghe đó, nghe là nói là gãy kali đặng cho nó lên màu muối, nhưng mà quý bà con nông dân của chúng ta là lại lầm tưởng là cái vấn đề là gì, kali đỏ, cứ lấy kali đỏ về gãy vô thì bắt đầu là nó bị trái muối, trái muối hoặc là bị sượng muối quý con. Đối với trường hợp mít là bị sượng muối, còn sầu riêng á là trái muối. À, sượng muối á là khi mà dạt ra rồi á, cái muối của chúng ta ăn nó không có được gọi là nó sừng sực sực sực, mà cắt ra nó sẽ có những hộp li ti trong á, đó là cái hình thức mà bị sượng. Bởi vì ra là quý con nông dân của chúng ta là kỹ dùm cho nam, là kali là phải là kali trắng dùm cho nam nha, chứ không phải là kali đỏ nha quý con. Thôi thì nói chung là Nam cũng chia sẻ những cái gì Nam biết gửi đến tất cả quý con nông dân của chúng ta. Thì Nam cũng cảm ơn tất cả quý con nông dân trong thời gian vừa qua cũng đã đăng ký kênh ủng hộ dùm cho Nam nha. Nam chào. Cái này là nấm bùa hống. Dạ, nó bùa hống nó khô nè. Khô rồi. Anh biết gì không? Nữa mình xịt thuốc á, mình xịt mấy cái dòng như chẳng hạn hàng niêu nấm bệnh này nọ đó, đúng không? Gặp mấy thằng này đúng không? Dạ. Chờ cho thằng